Ngày 20 tháng 1, Việt Nam có 16.715 ca nhiễm mới sát cov 2 có 4.591 ca nặng đang điều trị. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 1 đến 16 giờ ngày 20 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới sát cov 2 Trong ngày có 152 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, có 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước, tăng 701 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố có 11.796 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh với số mắc như sau: Hà Nội 2884, Đà Nẵng 983, Hải Phòng 722, Bến Tre 614, Khánh Hòa 579, Hưng Yên 565, Bình Định 521, Quảng Ngãi 513, Thanh Hóa 497, Bình Phước 462, Quảng Ninh 389, Bắc Giang 386, Bắc Ninh 373, Cà Mau 361. Trà Vinh 332, Quảng Nam 288, Thừa Thiên Huế 285, Nam Định 283, Hải Dương 280, Vĩnh Phúc 270, Vĩnh Long 269, Nghệ An 245, Thành phố Hồ Chí Minh 245, Tây Ninh 239, Thái Nguyên 235, Lâm Đồng 231, Hòa Bình 218, Bà Rịa Vũng Tàu 154, Đắk Lắk 153, Tuyên Quang 153. Lạng Sơn 143, Gia Lai 143, Quảng Trị 142, Phú Thọ 139, Bình Thuận 138, Ninh Bình 138, Thái Bình 137, Bạc Liêu 135, Quảng Bình 132, Con Tum 119, Yên Bái 103, Lào Cai 103, Phú Yên 101, Hà Giang 101, Hà Nam 98, Đắk Nông 98, Điện Biên 98, Sơn La 98. Hậu Giang 90, Đồng Tháp 80, Kiên Giang 77, Đồng Nai 65, Bình Dương 61, Hà Tĩnh 55, An Giang 51, Cần Thơ 47, Long An 38, Cao Bằng 38, Tiền Giang 37, Lai Châu 36, Sóc Trăng 33, Ninh Thuận 29, Bắc Cạn 5. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh giảm 271 ca, Thanh Hóa giảm 131 ca, Bình Phước giảm 73 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Định tăng 109 ca, Quảng Ninh tăng 92 ca, Đà Nẵng tăng 91 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.234 ca trên ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 68, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1. Quảng Ninh 2. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.094.802 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người, có 21.225 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.088.295 ca

số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.591 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 19 tháng 1 đến 17 giờ 30 ngày 20 tháng 1, cả nước ghi nhận 152 ca tử vong tại. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 13 ca trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến, Long An 1, Tiền Giang 1. Tại các tỉnh, thành phố khác gồm Đồng Tháp 12, Vĩnh Long 12, Kiên Giang 12, Sóc Trăng 9, Tiền Giang 9, Hậu Giang 9, Tây Ninh 6, An Giang 6. Bến Tre 6, Bình Dương 5, Long An 5, Cần Thơ 5, Bạc Liêu 5, Bình Phước 4, Đồng Nai 4, Hòa Bình 4, Bà Rịa Vũng Tàu 4, Bình Thuận 3, Bắc Ninh 3, Hà Giang 3, Bình Định 3, Khánh Hòa 2, Cà Mau 2, Điện Biên 1, Nghệ An 1, Đà Nẵng 1, Phú Yên 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 19 tháng 1, cả nước có 1.060.059 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 172.714.400 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 78.789.865 liều. Tiêm mũi 2 là 73.308.371 liều. Tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 20.616.164 liều. Trong ngày, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, Bộ Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Hàng không, hãng bay và các bên liên quan xác minh, truy vết, lập danh sách hành khách trên chuyến bay nêu trên, thông tin cho các địa phương để kịp thời giám sát, quản lý. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!